trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre thanh màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Để quý cha nhà ai có cô dâu hiền, ôi mùa thay có con lợn quay rồi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm. Chiều nay xin mời hai bạn chúng ta chào em.
Quốc Tuấn sẽ trở lại sân khấu của chúng ta trong một chương trình ngày hôm nay để dành tặng cho quý vị hồn trường nơi đây.
một bài ca thật tuyệt vời trong buổi chiều này. Xin mời anh Quốc. Đó cho thấy rằng không chỉ quý vị luôn đồng hành, luôn động viên cũng như luôn che chở và mang lại cho quý vị chúng ta những tình yêu. Đến với một dấu ca, đó là từ anh Quang Dũng sẽ hát lên đây một dấu ca thật tuyệt vời. Xin mời Quang Dũng chúng ta cùng xem lại sân khấu trong buổi chiều này. Chúng ta hãy nhanh tay gọi tin nhắn theo cú pháp XYXZ và gửi về tổng đài 9898 được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, đến với những câu chuyện tình yêu trong chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được chứng kiến một nghi lễ thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ chứng kiến hai bạn trẻ chúng ta cũng góp lên những ly rượu hồng thật đặc biệt trong chiều này. Xin mời hai bạn chúng ta cùng đứng lên. Thứ nhất, để chúng ta cùng mở ra, chúng ta cùng góp lên thắp rượu những cung bậc tình yêu, những cung bậc cảm xúc. Những tràng pháo tay của quý vị đâu ạ? Hãy đọc những tin nhắn của những chúc phúc cho bạn đi ạ. Đàn ông cần một người phụ nữ. Tuy nhiên đứng đằng sau sự thành công của một chương trình ca nhạc, một live show ca nhạc chúng ta trong này, chúng ta cũng cần một giọng ca nữ. Và chúng ta cùng chào đón giọng ca đến từ em gái Ngọc Ánh sẽ trở lại đây để cống hiến cho chúng ta một tràng pháo tay. Một tràng pháo tay của vị dành cho Ngọc Ánh được không ạ? Cũng như cống hiến ở đây một bài ca thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị, xin mời Ngọc Ánh cùng trở lại sân khấu của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng chúc phúc cho Đức Vân và Thanh Huyền. Xin mời Ngọc Ánh. Và tuân thủ ông trương bài hát được mang tên Thi Thăm Mùa Xuân. Cho em ánh mắt anh để rồi đắm
rồi.